Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình luyện đọc tiếng Việt lớp 2 tập 1. Và bài đọc hôm nay chúng ta đọc có tựa đề là Ươm mầm. Chúng ta hãy bắt đầu đọc bài thôi nhé. Bài này rất hay đấy. Rowling là nhà văn nổi tiếng thế giới. Trẻ em khắp nơi đều biết nhân vật Harry Potter của bà. Tài năng của Rowling đã ươm mầm từ những câu chuyện mà bà và cô em gái tên là Dì tự nghĩ ra và kể cho nhau nghe suốt thời thơ ấu. Dì rất thích nghe chị kể chuyện và thường nài nỉ chị kể đi kể lại. Một trong những câu chuyện hai chị em yêu thích là chuyện Dì bị ngã xuống hang thỏ và được gia đình thỏ cho ăn dâu tây. Để nhớ và kể lại cho em, cô chị bắt đầu ghi lại những câu chuyện của mình. Câu chuyện đầu tiên cô viết lên giấy là chuyện về một chú thỏ bị lên sởi. Chú thỏ ốm được bạn bè đến thăm, trong đó có một con ong khổng lồ tên là cô ong. Trong suốt những năm học phổ thông, Rowling luôn được đánh giá là một trong những học sinh tài năng nhất. Cô thường được giao phụ trách việc tổ chức các buổi sinh hoạt toàn trường. Theo sách thời thơ ấu của các đại văn hào Nguyên Hương Dịch. Và bài đọc đến đây đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào những bài đọc hoặc bài thơ tiếp theo nhé. Và nếu các bạn thấy câu chuyện của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách like, share và đăng ký cho mình với nhé. Và các bạn có biết đọc từ Harry Potter trong tiếng Anh không? Các bạn hãy nghe mình đọc và các bạn hãy đọc theo để cho thuộc hơn nhé. Harry Potter. Harry Potter. Tốt lắm. Và xin chào tất cả các bạn.